Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện làm hoa mẫu đơn nha. Để làm hoa mẫu đơn, các bạn chuẩn bị những cái nguyên liệu như sau. Đầu tiên, để làm hoa thì các bạn sẽ cắt những cái đoạn kẽm có chiều dài là 10cm nha. Tiếp theo chúng ta sử dụng hai cọng kẽm 10cm đó, các bạn gập lại như thế này và chúng ta dùng một cọng chúng ta xỏ vào. Sau đó chúng ta sẽ quấn lại như thế này, rồi các bạn sẽ gập xuống và chúng ta chốt. Mình sẽ chỉnh một chút vì là lớp cánh bên trong đầu tiên á, các bạn sẽ bẻ cong vào và nó nhọn như thế này nha. Chúng ta sẽ cắt bớt cái phần dư đi và chỉ để lại một cái chân thôi nha. Đến lớp cánh thứ hai thì các bạn cũng chia kẽm ra thành những đoạn 10cm. Trong quá trình mình hướng dẫn thì mình chỉ hướng dẫn một cọng cắt ra để cho các bạn dễ quan sát á. Còn lúc mình làm thì một lúc các bạn có thể cắt nhiều cọng kẽm một lúc rồi chúng ta làm ha, cho nó nhanh. Cái lớp cánh thứ hai này thì chúng ta cần sử dụng hai cái đoạn kẽm 10cm và một cái đoạn kẽm. Các bạn sẽ gập làm đôi cọng kẽm nguyên ha. Chúng ta sẽ chia làm hai. Như vậy là các bạn sẽ sử dụng một cọng kẽm chia làm hai là 15cm á, và hai cọng kẽm 10cm để chúng ta làm cái lớp cánh thứ hai. Đầu tiên các bạn sẽ gập lại hai cái cọng kẽm 10cm nha. Rồi chúng ta cũng quấn giống như cái cánh hoa đầu tiên ha. Sau đó chúng ta gấp hai cọng kẽm lại và chốt. Cắt cái lớp kẽm dư đi, chúng ta chỉ để lại một cọng dài nhất. Sau đó chúng ta sẽ bẻ cái vành cánh hoa và quay lại, chúng ta uốn cong lên một chút như vậy. Thì đây là lớp cánh thứ hai. Tiếp tục chúng ta sẽ qua lớp cánh thứ ba. Thì để làm lớp cánh thứ ba, các bạn sẽ gấp đôi cọng kẽm nguyên lại nha. Và chúng ta sẽ cắt làm hai. Lớp thứ ba là chúng ta sẽ quấn 3 vòng. Thì các bạn sẽ sử dụng 3 cái cọng kẽm 15cm này. Chúng ta gập lại. Rồi chúng ta dùng cọng kẽm còn lại 15cm đó, chúng ta quấn lại giống như cái cánh của hai cái cánh trước. Lớp thứ ba thì chúng ta sẽ sử dụng 3 cọng kẽm để quấn nha các bạn. Vì càng những cái lớp cánh về sau á, thì chúng ta cần cái bảng của nó sẽ to hơn. Rồi cũng chỉnh cho các cọng nó thẳng hàng và chốt lại. Cắt đi tất cả những phần dư và chúng ta chỉ để một cái chân dài nhất. Và các bạn nhớ khi làm những cánh hoa là chúng ta không có để cho những cánh hoa nó hở nha. Nếu mà nó hở nó sẽ không được đẹp. Rồi sau đó chúng ta chỉnh lại nha. Chúng ta bẻ cái miệng của cánh hoa một chút thôi và quay lại, chỉnh lại uốn cong lên như thế này là xong lớp cánh thứ ba nha các bạn. Và lớp cánh cuối cùng, thì lớp cánh cuối cùng các bạn cũng sẽ gập đôi cọng kẽm lại và chúng ta cắt. Sau đó chúng ta gập 4 cọng kẽm này lại luôn nha. Và các bạn sẽ dùng một cọng kẽm nguyên. Rồi chúng ta cũng thực hiện vặn những cái cọng kẽm này vào cọng kẽm nguyên nha. Cách vặn giống như 3 lớp cánh trước mà chúng ta đã làm. Khi chốt các bạn không có cần chốt nhiều quá, chúng ta chỉ cần chốt 1 đến 2 vòng là được. Rồi cắt cái phần dư đi. Sau đó chúng ta cũng chỉnh tương tự luôn. Ngay cái miệng vành của cái cánh hoa, các bạn sẽ bẻ cong xuống một chút nha. Đó, như thế này. Còn bên phía bên kia thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó cong đều lên. Nhớ là không để hở nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện làm cái nhị. Thì làm cái nhị các bạn chỉ cần cắt cho mình một đoạn kẽm ngắn thôi. Và nếu mà cái sử dụng nhị hai đầu á, đó, gập cái nhị lại, chúng ta xoắn một vòng. Sau đó các bạn cần phải chốt quanh tất cả những cái nhị đó lại với nhau nha.
Như vậy chùm nhì nó sẽ tập trung vào một điểm chính giữa. Chúng ta sử dụng keo nến nha. Mình thấy sử dụng keo nến thì nó sẽ rất là nhanh. Rồi các bạn, khi dán keo nến chúng ta dán ở phía dưới, không được dán sát chân nhì nha các bạn. Và khi đặt những cái phần cánh vô, các bạn nhớ nha, đặt ngay cái vị trí mà chúng ta chốt vô phần keo á để chúng ta dán. Tại có nhiều bạn sẽ bẻ cái phần chốt xuống dưới á, thì khi mà chúng ta quấn á là cái phần đế của cái cánh hoa nó gù lên, nó sẽ rất là xấu nha các bạn. Thì đối với lớp cánh đầu tiên này mình sẽ dán 5 cánh nha. Đối với cái lớp cánh thứ hai này mình sẽ dán 6 cánh. Các bạn nhớ nha, cái phần mà chúng ta chốt á, chúng ta không được bẻ xuống dưới, mà chúng ta sẽ dán luôn cái phần chốt đó vào keo nha. Đó, không được bẻ như thế này nè, mà phải để ngang vậy luôn. Và chúng ta dán cái phần chốt đó vô đây. Tương tự những cái cánh hoa còn lại chúng ta sẽ dán xoay quanh như thế này. Sau khi dán xong chúng ta có thể chỉnh bằng cách mà chúng ta dùng cái tay chúng ta ôm lại cũng được nha. Rồi lớp cánh thứ ba cũng tương tự luôn. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ đặt luôn cái phần mà mình quấn á, mình chốt lại á, mình đặt vô, mình dán. Rồi tiếp tục những cánh còn lại chúng ta cũng dán giống vậy luôn. Thì lớp thứ ba này mình cũng dán 6 cánh nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã dán được 3 lớp rồi đó. Và cái lớp cánh cuối cùng chúng ta cũng dán giống như những cái lớp cánh nãy giờ chúng ta đã dán ha. Đó, nhớ là đặt cái phần chốt vô nè. Các bạn thấy không? Mình đặt cái phần chốt vô như thế này, dán như cái đấy nó đó. Và các cánh còn lại cũng dán tương tự ha. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh lại một chút. Khi mà các bạn thấy những cái cánh mà nó cao quá, chúng ta có thể đẩy xuống ha, cho nó cân xứng với lại cái bông hoa của mình là được. Thì với cái cách hướng dẫn dán của mình, các bạn thấy không, bây giờ dưới cái đế hoa nè, nó không có bị gù ra ha. Tiếp theo chúng ta sẽ làm đài hoa, thì các bạn sẽ sử dụng cọng kẽm lá nha. Chúng ta gập làm đôi nè. Và chúng ta đo có tầm 6cm nha các bạn, vì cái bông nó to. Tiếp tục quấn và chúng ta gập lại như thế này. Sau đó chúng ta chốt ở phần chân này. Các bạn bóp nhẹ cái phần đầu này vô để cho nó được nhọn á. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái má của ngón tay cái chúng ta vuốt lên. Rồi các bạn quay cái đầu ngược lại như thế này để chúng ta cắt nha, cho cái lá nó nhọn một chút như thế này thì nó sẽ đẹp hơn nè. Rồi cái phần chân dưới đây chúng ta cũng cắt hết luôn, chỉ để lại một cái thôi nha các bạn. Để dán cái phần đế vô hoa thì các bạn cũng nhỏ keo và dán vô nha. Các bạn lưu ý nè, các phần đài còn lại thì chúng ta dán sát vô như thế này nha, đừng có cho nó bị hở cái chân. Đó, các bạn sẽ dán sát vô. Thì các bạn thấy không, lúc này với cái đế của mình nó rất là gọn nè. Rồi sau đó chúng ta chỉ cần nhỏ một ít keo vô đây ha, và chúng ta đặt kẽm. Nếu mà có kẽm lớn thì chúng ta chỉ cần đặt một cây là được. Còn đây mình hết nên mình sẽ đặt hai cây kẽm nhỏ ha. Đó, chúng ta túm lại như thế này. Rồi sau đó mình sẽ dùng băng keo sáp nha. Ở đây mình sử dụng băng keo sáp màu xanh luôn. Đó, chúng ta quấn vô. Nó sẽ không có bị tuột cái phần chân đế này ra ha. Tại vì một số khách của mình á, khi người ta làm, người ta kêu là tại cái phần đáy á, nó bị gồ lên, nên khi mà quấn băng keo sáp như thế này á, là các bạn phải xử lý thêm kẽm đồ, hoặc là nó bị tuột cái băng keo ra, nó không có được đẹp lắm á. Vì cái thân của mẫu đơn nên chúng ta cần làm hơi to một chút ha. Thì các bạn có thể sử dụng giấy mềm á, giấy cuộn á, chúng ta quấn vô rồi chúng ta quấn băng keo sáp sau. Còn ở đây tiện thì mình sẽ sử dụng hai cọng kẽm nhung luôn.
Rồi như vậy là mình đã làm xong cành hoa nở rồi nè. Bây giờ tiếp tục làm lá. Thì đối với cách làm lá này nó cũng tương đối đơn giản ha. Đầu tiên các bạn sẽ sử dụng cho mình là 4 cọng kẽm nguyên nha. Các bạn sẽ gập làm đôi như thế này. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng 1 cọng kẽm nguyên nữa. Và chúng ta sẽ quấn nha. Thì đối với cái lá này nó hơi to nên các bạn sẽ vặn cho mình cỡ 6 đến 7 vòng như thế này nha. Và chúng ta gập xuống. Thì như vậy trên cái phần chóp lá nó sẽ nhọn lên như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ chỉnh thẳng những cái cọng kẽm lại. Và sau đó chúng ta sẽ chốt lại. Các bạn sẽ cắt bỏ phần kẽm dư đi. Chúng ta cũng lấy một cái chân duy nhất còn lại thôi ha. Rồi sau đó chỉnh lại như thế này. Chúng ta sẽ làm thêm 2 phần lá nữa để ráp thành một cái lá mẫu đơn nha các bạn. Thì 2 cái lá còn lại các bạn sẽ gập đôi cọng kẽm lại. Và chúng ta sẽ cắt nha, chứ không phải để nguyên giống như cái lá đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ sử dụng cho mình đó là 3 cọng kẽm nữa này. Chúng ta gập làm đôi và sử dụng 1 cọng kẽm nguyên nha. Chúng ta cũng xỏ vô như thế này. Rồi sau đó quấn. Quấn thì các bạn sẽ quấn cho mình cũng tầm từ 5 đến 7 vòng đó, để cái phần mà chúng ta gập xuống á, cái phần chóp của cái lá nó được nhọn hơn. Cũng tương tự giống như cái lá, phần lá kia thì chúng ta cũng chỉnh lại rồi chúng ta chốt lại nha. Rồi thêm một cái lá nhỏ nữa như thế này. Và bây giờ chúng ta ghép lá mẫu đơn. Thì các bạn sẽ sử dụng cái lá lớn nè. Các bạn để ý thật kỹ nha. Cái phần chốt của cái lá nhỏ chúng ta sẽ đặt dưới cái phần chốt của cái lá lớn nha. Nó như thế này nè, chứ không phải là đặt ngang hàng nha các bạn. Đó, đặt sát vô. Và chúng ta sẽ cầm 3 cái chân của 3 cái lá đó chúng ta vặn lại. Rồi tiếp theo ở trên phần trên đây thì các bạn sẽ cắt cho mình là 2 đoạn kẽm nhỏ cỡ tầm 3 đến 4 cm nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cột những cái phần của các nhánh lá như thế này nha. Các bạn sẽ kết nối cái phần lá nhỏ và lá lớn lại với nhau như thế này đó. Rồi 2 cái chân á thì các bạn sẽ vặn trên cái vành ngoài của cái phần lá lớn nha. Đó, xiết lại như thế này. Tương tự cái chân kia cũng vậy. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh lại. Rồi cái phần kẽm nhung còn dư ra một miếng như thế này các bạn sẽ dùng kéo ha. Chúng ta tỉa bớt một chút xíu là nó sẽ mịn cái lá của mình. Tương tự bên cái phần cánh lá kia cũng vậy nha. Các bạn cũng cột giống vậy. Thì một cành mẫu đơn các bạn có thể sử dụng 2 lá. Và tương tự đối với những cái lá nhỏ các bạn cũng có thể làm theo cách này cũng được ha. Hoặc là có một số cách mà mình đã hướng dẫn làm cái kiểu mà lá cúc á, là các bạn áp dụng các bạn cũng làm được. Và chúng ta sẽ quấn keo sáp. Thì cái phần keo sáp các bạn có thể quấn hết cái phần chốt này cũng được nè. Đó, trong 3 cái lá có cái phần mình chốt á, mình quấn hết cái đó. Rồi khi đặt lá thì chúng ta sẽ đặt 2 lá đối xứng như thế này ha. Đó, các bạn thấy không? Mình quấn không phải quấn cái chân mà mình quấn trên cái phần chốt của cái lá luôn nha. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ làm cái nụ. Cách làm thì 2 cái lớp kẽm đầu tiên chúng ta làm giống như làm hoa ha. Và chỉ có cái lớp kẽm cuối cùng thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm một chút xíu nữa. Tại vì cái lớp kẽm cuối cùng á là chúng ta cần phải ôm các lớp cánh kia, nên chúng ta sẽ làm khác cái hoa một chút. Các bạn cũng gập đôi cọng kẽm nha. Và chúng ta cắt ra.
thì đối với cái cánh cuối cùng của bên hoa, các bạn sẽ sử dụng 4 cọng kẽm. Còn ở đây thì chúng ta chỉ sử dụng 3 cọng thôi. Đó, 3 cọng kẽm nữa này và một cọng nguyên dài nha. Chúng ta cũng quấn lại giống như các cánh hoa chúng ta đã làm nha. Vì là làm nụ nên là chúng ta sẽ bẻ những cái cánh hoa cho nó cụp vào nha các bạn. Giống như cánh hoa mà nó chưa có được nở á, thì ở mỗi cái vành cánh hoa chúng ta có thể xoắn lên một chút như thế này, nhìn cho nó tự nhiên ha. Cách làm nụ thì cũng tương tự giống như là làm nụ hoa nha các bạn. Thì để làm nụ hoa, đối với cái lớp cánh đầu tiên chúng ta chỉ cần 3 cánh hoa thôi là được nha các bạn. Đó, nhớ là cái phần mà chúng ta chốt á, là chúng ta sẽ dán vô keo, các bạn đừng có bẻ xuống ra ngoài. Khi mà chúng ta làm cái phần đế á, nó sẽ bị nhô ra không có được đẹp nha. Đối với cái lớp cánh thứ hai, các bạn cũng dán tương tự. Đó. Và luôn luôn nhớ cái phần mà chúng ta chốt lại cái chân của mỗi cánh hoa đó, các bạn nhớ đặt vô nha. Chúng ta dán cái phần đó vô như thế này. Thì đối với cái lớp cánh thứ hai của nụ này, mình sẽ dán 5 cánh nha các bạn. Và lớp cánh cuối cùng thì mình cũng dán 5 cánh. Cái phần đài hoa của cái nụ các bạn sử dụng một cọng kẽm nguyên, chúng ta gập đôi nha. Và lúc này chúng ta vặn ở vị trí đó là 5cm thôi, tại cái nụ nó nhỏ hơn cái bông á. Rồi chúng ta cũng vặn 5 đến 6 vòng nha các bạn. Sau đó chúng ta gập xuống, chốt lại và cắt cái phần dư đi ha. Chúng ta sẽ chỉnh cho cái lá cong lên như thế này để nó ôm vô cái phần nụ các bạn. Và cái chân á thì chúng ta bẻ ngược xuống như thế này ha. Và dán cái đài hoa của nụ thì cũng tương tự giống như dán cái đài hoa của hoa nha các bạn. Sau đó chúng ta chỉnh là chúng ta bẻ những cái phần trên cái đài hoa xuống cho nó tự nhiên. Rồi cái phần cành thì chúng ta cũng làm tương tự giống như là cái bông hoa luôn nha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nụ hoa rồi đó. Thì video cách làm hoa mẫu đơn của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha.